Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ, thay thế cho thông tư số 15 năm 2020, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo dự thảo, thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng. Hình thức điện tử không dừng là hình thức thu phí sử dụng đường bộ tự động. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ không cần phải dừng lại để trả tiền sử dụng đường bộ khi tới trạm thu phí. Hình thức một dừng là hình thức thu phí sử dụng đường bộ mà khi qua trạm thu phí, phương tiện giao thông đường bộ chỉ phải thực hiện một lần dừng khi qua cửa kiểm soát làn thu phí để trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Tổ chức làn thu phí hỗn hợp gồm làn thu phí áp dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng tại trạm thu phí theo quy định tại điểm A, điểm B, khoản 3, quyết định số 19 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo phương thức mở và phương thức kín. Phương thức mở là phương thức thu phí mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu phí, không phụ thuộc vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn đường thu phí mà chỉ phụ thuộc vào kiểu loại phương tiện. Phương thức kín là phương thức thu phí mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu phí dựa vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn đường thu phí và kiểu loại phương tiện. Về quản lý, giám sát hoạt động thu phí sử dụng đường bộ, dự thảo nêu rõ đơn vị quản lý thu phí, đơn vị vận hành thu phí và nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm thu phí để bảo đảm hoạt động thu đúng quy định, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn giao thông trong quá trình khai thác.